tiếp tục đi, lên đi, lên đi chứ hả? Rước nha các bạn. Một con. Tuyệt vời nha các bạn. Con đầu tiên trong ngày nha các bạn. Hên quá. Phốt vợt. Được nha, ok ok. Bird of the day. Alright, goose. Tuyệt vời nhé bạn. Đi, lên đường tiếp đi. Có túi không? Đấy, túi anh này. Đổ đồ con đầu tiên. Em. Nãy giờ chủ điện. Nãy giờ Peter được bắn mấy phát luôn. Yeah. Tiếp tục nha các bạn. Ừ, có miếng gà đi cho nó. Cường hơi bị xì tin đấy nha. Thấy nám màu hồng rồi nghe. Bây giờ anh em mình sẽ qua phà nha các bạn. Dẫn chiếc chim qua phường Thanh Long mà bắn. Cho dễ bắn. Đi đâu á? Bắn cờ chim. À, cắn cờ chim hả? Hôm nay mình sẽ đổ cua cùng với Tết Tiên. Anh đang lầy. Anh đang lầy hả bạn? Đúng không? Người bắt con cua chọn. Này hôm trước mình bắn một cua ở đây nha các bạn. Anh Cường bắn cò lép ở đây nè. À, anh đang lượm đây nha các bạn. Anh đang lượm thấy mẹ luôn các bạn. Ừ. Nên anh em mình sẽ đi lại cung đường này coi nhiều chim không nha. Cò lép nó không bay đâu. Tới tim bắn. Không sao. Không hiểu. Rồi, được rồi, được rồi. Yeah. Không được. Wow. Okay. Nha. Em thấy rồi nhưng mà nó bay xa quá. Còn lép rồi mà. Bắn đi. Để nó bay, nó chuẩn bị rồi kìa. Anh em không nhìn thấy. Ý, đó. Thấy chưa? Trời ơi. Rồi, rụt rồi. Đi vào anh Cường ơi. Ấy nó lủi vô kìa. Bắn nữa, bồi đi. Bồi đi anh Cường. Đi bồi, không có người rồi. Được sao? Bơi anh đặng. Được qua không? Xa lắm. Xa thì còn hơn là lội qua. Ủa anh lội qua thật á? Anh cất đồ chìa khóa nha anh đặng. Anh đặng ơi, bỏ hết đồ ra. Bỏ hết đồ ra chứ đi anh lội sang đến nơi ướt hết bây giờ. Anh đặng đính mà.
đây là mình luôn chia sẻ với anh em just got the bird. Obviously you guys can see that it's across the small stream, the river. So you gotta get it. This is one of the aspects of rồi, nó chết rồi. Ồ, tuyệt vời. Em được gọi nha các bạn. Anh Đăng ơi, nó mổ. Các bạn xem clip nhớ like nha, like cho anh Đăng một like nha. Anh Đăng cũng có kênh YouTube là Huỳnh Minh Đăng nha các bạn. Ok, con em đã gửi cho nó một viên. Anh Cường mới tặng cho nó một viên mà nó nằm luôn rồi. Hey guys, so this is the bird. Tuyệt vời. Alright you guys, so you just swam across the river, let's get it out. Here's the bird right here. So this is maybe about 15 meters out. Yeah, em ná hồng, ná hồng ghi điểm nha các bạn. Đây em mượn cái ná coi. Rất là nữ tính nha các bạn. Sâu, sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lâu 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 nó mày. Cực kỳ mạnh mẽ. Đây là rồi các bạn đừng quên like cho anh Đăng nha. Nhiệt tình nhất vẫn là anh Đăng. Em mình lên đường tiếp nha các bạn. Mệt nặng. Hơi mệt hả? Hơi nhẹ thôi. Chứ mua nước miếng nha. Ok. Trời ơi. Các bạn chưa biết món yêu thích của anh Đăng là nước mía nha các bạn. Anh Đăng chỉ cần một ly nước mía là anh Đăng có thể cân cả thế giới luôn á. Rồi. Nước mía thôi. Một con. Bơi vô bờ con. Ấy con bay. Rồi xong. Sao rồi? Bay nó ra ngoài bờ xong rồi. Rớt xuống nước mà nó còn dãy cánh nó bay được. Còn con trên kìa. Đâu? Con hàng gạo đó. Không thấy nữa. Rồi bay luôn rồi. Ủa thấy rớt rồi mà. Ừ nhưng mà nó đập cánh nó chạy ra xong rồi. Còn sủi bong bóng nữa kìa. Kỳ trời. Đúng rồi. Trúng viên rồi. Giờ rớt à? Dạ. Trên cành kìa. Trúng viên rồi. Trúng viên rồi vậy. Sao? Rớt rồi các bạn. Trên cây. À, con bay. Bay tiếp kìa. À đu. Cái rớt xuống đất nó bay nữa kìa các bạn. Bó tay rồi. Đâu ta? Bay ra đây không biết rớt chưa. Trời ơi, ăn hai viên chẳng bay các bạn. Bó tay luôn rồi. Em không hiểu sao hai phát mà nó vẫn còn bay được nha. Bình tĩnh, bắn cái đèn nè. Rớt. Nhìn đi. Đấy bay nữa kìa. Trời. Rồi lên cây. Đậu ngay cây đó. Một viên duy nhất. Đậu cây này nè, trên cây nhỏ này, lên đứng ngang cây nhỏ luôn. Có nó đó. Lên nữa. Rồi đứng. Rồi rớt rồi nha các bạn. Một cú ngói nè. Tuyệt vời. Đi nào. Ủa đó. Bắn con này từ trên nóc nhà mà nó tự nhảy xuống. Ừ, hay vậy. À nó dễ nhảy xuống hả? Có. Có, một con. Ok, bỏ ở đây. Đây một con nữa nha các bạn. Cất vô luôn nè. Ơ
ơ bà mèo. Bà mèo. Mèo ăn chim rồi. Mèo ăn chim rồi. Trời ơi. Giỡn mới chìm quá xuống mèo chờ còn trên dây điện anh nè. Trời ơi mèo. Mới chìm quá xuống mèo chụp băng rồi. Đi. Mèo ăn chim rồi. Má mèo lầy vậy trời. Oh, good job. Good night. Try again. Không khui trong đây nữa bạn. Ôi khôn quá. Đây còn nữa nữa bạn. Ôi rớt một con nha bạn. Thẳng tàu chuối xuống nè. Đâu ta, cái nước ngay mà đẹp này bạn, một con nha, này còn con nữa nè, đâu rồi? Nó bay ra đây nè, nè, vô bắn con kia luôn nha, chọn con kìa. Ok. Dừng để bắn con gần đi, bắn. Rớt đúng rớt cái đít á, không trúng người. Trọng thương này nó đứng đó kìa, từ từ cho nó thấm đạn. Đây. Năm cu. Năm cu. But ba không chết. Bạn hai không biết. Bay bắn hai cơ, bắn năm con thì hai cơ, ba con bay đi con nó xuống không thấy đâu. Con gì con gì? Để tìm phát hiện con gì. Ồ con cò. Ui. Tuyệt vời. Tôi tìm thấy đường cỏ là hay vậy. Còn bé thấy. Hả? Ôi. Ô. Rớt lông kìa anh Cường. Có, but... kia lông kìa. Không sao. Đi luôn à. Yeah. Chà chà chà. Đen thui luôn.
Rồi vô cái dừa rồi. Móc ra tới nhiều quá chứ. Mấy con rồi? Chục không? Chục. Hả? Chục luôn hả? Mấy con cu ngói còn sống hết. Ừ. Vừa đang đi bắn chim chơi. Bây giờ trưa không ăn trưa. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều rồi. Và bây giờ anh em thì mới bắt đầu ăn nướng xong rồi bây giờ mới ăn. Cảm giác là đói bụng mà uống được đi cái miếng bia đầu tiên nó ngon cỡ nào. Đi thôi. Vô. Mời mọi người. 1 2 3 vô. Em nghĩ là ăn cái món của Peter trước đi. Justin. Okay. I think in tiếng Việt you can try. Cù. Cù nhí. Cù nhí. 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 Yeah. Dạ. So the meat thịt đen một chút. Ngon. 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 Đấy, công sức của Peter làm nha các bạn. Rất rồi ngon. Anh Cường thử. Ừ, này món cuốn nướng viên dưới của mình. À. Đó. Yeah. Nghe ngon quá, anh cũng thử một miếng coi. Mạnh không? Hay dừa? Em thử đi. Em thử ha, mới cảm nhận được. Mình mới làm lần đầu nha các bạn. Bây giờ thử luôn. Thấy anh em ngon quá, anh cũng thử. Cũng được. Ngon. Ngon hay chứ? Ngon. Ngon. Ok. Tuyệt kỹ luôn á. Tuyệt kỹ ha. Ngon quá. Không thể bỏ cãi được. Ngon. Ngon. Quá tuyệt. Hôm nay có những món ăn tuyệt vời các bạn. Mọi người đang cảm nhận cái vị đói nó ngấm vào trong người và bây giờ ăn món ăn nó ngon rồi. Đây chế bắp này. Cái mặt này đen. Cái món chim cô mà bắp này ăn ngọt ngọt vui ha, ngọt ngon ha. Trời ơi, nó đen vậy thôi nhưng mà trong nó chín ngon nha. Bắp này nè. Good. In Vietnam, you guys have a chim cúc. Which I think it's quail. Chim cúc. Ngon luôn. Hên quá. Em làm cái hên thì nhưng nó ngon. Peter làm. Ở đây thì các bạn thấy cái vẻ cái vỏ bên ngoài là cái trái thơm nó đã bị cháy. Nhưng mà thực sự bên trong thì nó chưa hề cháy một tí nào nha các bạn. Cái phần thịt chim được giữ ở bên trong chín đều này. Và chín đều nha các bạn có thể nhìn thấy chín đều và nó chuyển thành màu sẫm. Màu sẫm như thế này. Tuy nhiên á, thực sự là nếu mà nhìn về màu sắc thì nó chưa hề đẹp. Nhưng mà mình phải khẳng định với các bạn là khi mà ăn cái món này thì các bạn sẽ cảm thấy thực sự nó rất là khác biệt với các món ăn mà từng anh em đã từng chế biến đi săn rất là nhiều. Từng nướng, từng chiên, rồi tẩm ướp gia vị rất nhiều. Những cái món mà nấu trứng trái thơm mà có gia vị như thế này thì thực sự là lần đầu tiên. Và không phải diễn đâu mà mình cảm thấy nó ngon thật. Chấm với cái này thì nó làm tôn lên cái vị của cái món này. Anh em nên thử nha, anh em chơi ná cao su nên thử. Anh em chơi ná cao su mới có điều kiện để thử món này. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ bây giờ con gà xong rồi nhét trái thơm được đúng không? Rất ngon các bạn. Sauce, cucumber, pork, birds. Rồi anh em thử món này nè. Bây giờ mỗi ông một cây cầm lên thôi nè. Yeah. Bây giờ Justin, you can try pork ribs. All right, so because anything in the pork ribs. Tiếng Việt thịt heo. Bây giờ là mỗi người một cây các bạn. Cái này là phần sườn heo. Sườn heo. Cái này là cừng đạo diễn. Cừng đạo diễn. Đây các bạn, thịt nó chín đều và vàng này. Justin cho cây cảm nhận này, ăn thử đi. Okay, anh đi. Yeah. Yo. 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 Mời mọi người. Ew. Like an ant eel, thịt heo. Eel thịt heo đúng không? Ngon quá. Cái sườn này nó có một xíu mỡ á, nên nó béo béo, đã lắm. Nó không có khô như cái thịt nạc là mình hay ăn. Nó có một phần mỡ ở đây khi mình nướng thì nó chảy ra, nó không toàn nạc không thì nó rất là cứng và khô khi mà nướng. Nhưng mà này anh em tẩm ướp gia vị, món này khá là ok. Rồi. Đây các bạn cầm nguyên cây nha, cầm nguyên cây này ăn nha. Yeah.
Mấy bạn nhìn anh Cường ăn là đã thèm rồi đúng không? Đây, tia qua đây nè. Trời ơi, ơi tin được không? Quá đã luôn. Gió à? Mát à? Trời quá. Thêm miếng này. Everything is also delicious.